Dạ, kính chào cô chú anh chị em mình ạ. Hôm nay là clip đầu tiên quay cây phôi hoa giấy Mỹ ạ. Bên Hương ạ. Đây là phôi đầu tiên giao lưu ạ, mã số 1 nha. Đây, để em ra thông số cho cả nhà mình xem ạ. Đầu tiên phôi này hoành thân là 19 nè. Hoành rất là to luôn. Phôi này một rễ to nha. Tổng chiều cao phôi này là 60 luôn ạ. Đây, phôi rất là to, cái rễ nó nè, một rễ to nha, rất là đẹp luôn, mã số 1 ạ. Phôi này 500 ngàn ạ. Đây. Đây, em đo dưới hoành cũ cho cả nhà mình xem, hoành cũ là 49 luôn đây ạ. Rồi, mã số 1 nha. Rồi, tiếp tục em qua phôi khác, phôi mã số 2 ạ. Rồi để em đo thông số cho cả nhà mình xem luôn ạ. Thông số phôi này là hoành 25 ạ, hoành thân 25 nha. Hoành thân 25, tổng chiều cao phôi này là 50 ạ. Phôi này hoành cũ là 43 ạ. Bởi đế rất là đẹp luôn. Tay cành đầy đủ cho cả nhà mình về ghép luôn nha. Mã số 2 ạ. Mã số 2 này em giao lưu giá 450 thôi nha cả nhà ơi. Rồi em tiếp tục qua phôi mã số 3 ạ. Phôi rất là to luôn nha. Mã số 3 này hoành thân là 23 ạ. Hoành thân 23, tổng chiều cao phôi này là 60 nha. Hoành 23, cao 60 ạ. Phôi này hoành cũ là 55 ạ. Phôi mã số 3 này em xin giao lưu giá 550 nha. 550 bao ship ạ. Tất cả phôi với Mỹ bên em là đều bao phí ship nha cả nhà ơi. Rồi đây tiếp tục em qua phôi mã số 4 đây. Phôi mã số 4 này hoành 23 luôn ạ. Hoành thân 23 ạ. Tổng chiều cao phôi này là 60 luôn nha. Phôi này hoành cũ là 50 ạ. Rất là đẹp luôn. Phôi mã số 4 này ạ. Phôi này em xin giao lưu giá 500 ngàn nha. Dạ rồi, tiếp tục em qua phôi mã số 5 ạ. Phôi này hoành là 18,5 ạ. Tổng chiều cao phôi này là 50 nha. Phôi này hoành cũ là 38,5 nè. 38 nhân chẳng luôn. Phôi mã số 5 này em xin giao lưu giá 300 ngàn ạ. 300 ngàn phôi mã số 5 này ạ. Rồi tiếp tục em qua mã số 6 đi. Mã số 6 này hoành 27 ạ. Hoành thân 27. Tổng chiều cao phôi này là 48 ạ. Này em xin giá này hoành gốc là 47 ạ. Dạ phôi này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn nha.
lên củ đặc rất là đẹp luôn đây cả nhà ơi. Hoành thăng là 26 ạ. Cao 60 nha. Hoành thăng 26, cao 60, hoành cũ đây. Con này hoành cũ là 48 luôn nha. Cũ rất là to đây cả nhà ơi. Con này em xin giao lưu giá 600 ngàn nha. Mã số 7 ạ. Được rồi. Mã số 7 giá 600 ngàn nha cả nhà. Rồi tiếp tục em qua phôi mã số 8 đây ạ. À. Đây phôi rất là to tiếp tục luôn đây. Phôi này hoành thăng là 31 ạ. À. Hoành thăng 31. Phôi này hoành cũ là 47,5 ạ. À. Tổng cao là 65 à. Phôi mã số 8 này em xin giao lưu giá 700k ạ. À. Đây, rất là to nha. Rất là to luôn ạ, 700k ạ. Rồi. Tiếp em qua phôi mã số 9 ạ. À. Đây, tiếp tục một phôi mã số 9 rất là to nữa đây. Rất là đẹp luôn nha. Phôi này hoành thăng là 34 ạ. À. Hoành thăng 34, tổng chiều cao phôi này là 52. Phôi này hoành cũ là 43,5 luôn nè. Rất là to. Phôi mã số 9 ạ. À. Phôi này em giao lưu giá 800k nha. 800 ngàn ạ. À. Củ rất là to luôn nha cả nhà ơi. Tay em chụm lại luôn nè. Dạ rồi ok em xin qua phôi khác à. Phôi khổng lồ luôn. Phôi này củ đặc mà nặng luôn đi cả nhà ơi. Phôi này hoành thăng là 33 nha. Hoành thăng 33, tổng chiều cao là 75 ạ. À. Phôi này hoành cũ là 48 ạ. À. Cũ đặc luôn, rất là đẹp nha. Phôi này em xin giao lưu giá 1,5 triệu ạ. À. Tay cành nhiều cho cô chú anh chị em mình về chơi luôn nè. Cũ đặc luôn ạ. À. 1,5 triệu phôi mã số 10 ạ. À. Rồi tiếp tục qua phôi mã số 11 ạ. À. Phôi này hoành thăng là 23 ạ. À. Hoành thăng 23, cao 58 ạ. À. Phôi này hoành cũ là 37 đây. Mã số 11 này em xin giao lưu giá 450 nha. Phôi này em giao lưu giá mềm với anh chị em mình là do nó có lúc vận chuyển nó có vết chạy đây nè, em đã bao keo rồi nha. 450 nha, mã số 11 ạ. Rồi, tiếp tục qua phôi mã số 12 ạ. Một phôi dáng bay. Phôi này hoành thăng là 25 ạ. Tổng chiều dài phôi này là 55 ạ. Phôi này hoành cũ là 40 đây. Mã số 12 ạ. Mã số 12 này em xin giao lưu giá 400 ngàn ạ. Em tiếp tục qua phôi mã số 13 đây ạ. À.
Voi này hoành thân là 24 ạ. Hoành 24, tổng chiều cao là 65 nha. Voi này hoành cũ. Điểm là hoành cũ. Hoành cũ là 47 ạ. Voi mã số 13 này em xin giao lưu giá 550.000 ạ. Dạ, tiếp tục em lên một voi cũ đặc nữa đây ạ. Hoành thân là 24. Tổng chiều cao voi này là 68. Voi này hoành cũ là 52,5 đây ạ. Voi mã số 14 này em xin giao lưu giá 1 triệu nha. 1 triệu bao ship ạ. Cổ đặc nè, rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục qua phôi mã số 15. Mã số 15 này hoành thân là 23 ạ. Hoành 23, tổng chiều cao phôi này là 47 ạ. Voi này hoành cũ là 43 đây. Voi mã số 15 này em xin giao lưu giá 500.000 ạ. Voi rất là đẹp luôn đây nha cả nhà ơi. Một voi dáng bay, chi cành đầy đủ cho cả nhà mình xem luôn. Tiếp tục qua phôi mã số 16 ạ. Mã số 16 này hoành thân là 28. Tổng chiều cao phôi là 55 ạ. Mã số 16 này em giao lưu giá 350 thôi ạ. 350 bao ship nha cả nhà. Mã số 17 cũ đặc nữa. Tiếp tục cũ đặc rất là đẹp luôn. Hoành 30 ạ, hoành thân là 30, tổng chiều cao là 52 ạ. Hoành cũ là 50 luôn đây ạ. Mã số 17 này em xin giao lưu giá 750.000 ạ. Cũ đặc nha cả nhà. Rồi tiếp tục qua voi mã số 18 ạ. Hoành thân là 22,5 ạ. Tổng chiều cao là 65. Hoành gốc là 53 ạ. Voi này em giao lưu giá 550 thôi với cô chú anh chị em mình nha. Giờ ở đây có vết lỗi nè. Đây. 550 mã số 17 ạ. Dạ rồi, tiếp tục qua phôi mã số 18 ạ. Hoành thân là 24,5. Cao 62 ạ. Phôi này hoành cũ là 41 ạ. Phôi này em giao lưu giá 500.000 ạ, mã số 18 ạ. Phôi rất là đẹp luôn đây ạ. Rồi tiếp tục qua phôi mã số 19 ạ.
tổng chiều cao phôi này là 50 ạ. Phôi này hoành cũ là 45 ạ. Phôi này mã số 19 em giao lưu giá 450 ạ, 450.000 ạ. Dạ chào cả nhà mình nha, tại vì hiện tại là hết phôi rồi. Khi nào cả nhà mình cứ liên hệ cho Hương ạ, số Zalo trên màn hình á. Thì Hương có lúc nào cũng có phôi hết, mình liên hệ cho Hương để lấy phôi nha, xem phôi ạ. Dạ cảm ơn bà con cô chú mình đã xem video ủng hộ nha. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi bên kênh của anh Liêm ạ. Dạ xin chào tạm biệt cả nhà mình ạ.